Sức mạnh vô hình là một bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ hấp dẫn được ra mắt năm 2012. Câu chuyện đúng như tên gọi của nó, nói về siêu năng lực. Câu chuyện bắt đầu từ Andrew Dahmer. Cậu ta ghi hình lại tất cả những thứ xảy ra bên cạnh mình. Andrew muốn cho mọi người thấy cậu ta có thể bóp nát chiếc xe như thế nào. Lúc trước Andrew là một cậu bé hèn nhát, luôn bị bạn bè bắt nạt, đánh đập, bị bạn nữ trêu đùa, mẹ thì bị ung thư. Người cha thì nghiện rượu, luôn đánh cậu. Andrew chỉ biết làm bạn với chiếc máy quay của mình. Một đêm nọ, anh họ của Andrew mời cậu ấy đi đến club thư giãn. Mọi người nhảy nhót vui vẻ. Cậu mang theo cả máy ảnh vào quán bar, lén hướng ống kính nhìn vào một cô gái đang nhảy rất nóng bỏng. Không ngờ bị bạn trai cô ấy đánh, hất ly nước vào mặt cậu ấy. Lúc này là một người bạn đến bên Andrew. Cậu ấy là Steve. Steve đã phát hiện một thứ rất kỳ lạ và thuyết phục cậu đi xem. Cậu nhất định phải chụp nó rất kỳ lạ. Andrew đứng dậy đi cùng cậu bạn vừa mới quen của mình. Vừa đi, Andrew luôn bật máy quay người bạn của mình. Máy quay cậu có đèn không đấy? Bọn họ đi đến một bãi đất trống, có một cậu bạn nữa đang đợi ở đó. Đó là Matt, bạn của Steve, giờ cũng là bạn của cậu. Ba người nằm sấp bên cạnh một cái hang nhỏ. Chỉ máy quay vào, trong hang truyền ra một loại âm đáng sợ, không thuộc về tự nhiên. Andrew cảm thấy bất an, nhưng hai cậu bạn kia lại hứng thú, muốn xuống bên dưới. Cả ba người cùng nhau đi xuống, Matt là người xuống trước, bọn họ đi vào sâu bên trong. Những thứ kỳ lạ xung quanh khiến họ ngỡ người. Sau đó một tinh thể phát sáng cực lớn, có hình thù kỳ dị, không ngừng phát ra sóng âm cao tần chói chang, làm nhiễu tín hiệu của máy quay. Steve hoàn toàn bị mê mẩn, không tự chủ càng tiến lại gần. Một tinh thể đến từ sinh vật từ ngoài vũ trụ, xung quanh nó là những cái vòi không ngừng nhúc nhích, còn có thể biến đổi màu sắc. Đột nhiên Steve chảy máu từ mũi miệng, co giật toàn thân, ngã lăn ra đất, ống kính di chuyển. Ngày thứ hai, bọn họ chơi bóng chày trong sân như chưa có gì xảy ra, nhưng cách chơi rất lạ lùng. Họ coi đối phương là bia, ném với lực thật mạnh vào nhau. Steve ném vào Matt một cái đầu điếng người, Matt ném vào Steve cũng thế, bọn họ cùng cười đùa. Nhưng đến lúc Matt ném quả bóng vào Andrew, cậu ấy đã làm cho quả bóng ngừng lại, là siêu năng lực. Andrew vui mừng chỉ vào quả bóng. Đột nhiên cậu bị chảy máu mũi, Matt tiến đến, chuyện gì xảy ra vậy? Thì ra tối qua vào hang động thám hiểm, ba người họ bị tia bức xạ ở trong hang làm cho thay đổi. Andrew bắt đầu kiểm nghiệm, cậu để máy quay của mình trên không trung mà không bị rơi xuống. Cậu vui vẻ, cả ba cùng nhau sử dụng siêu năng lực, có thể di chuyển đồ vật, thậm chí là tự bay lên. Andrew rất thích thú, nhưng mỗi lần sử dụng siêu năng lực, bọn họ đều bị chảy máu mũi. Nhưng họ không lạ với điều ấy nữa, họ không quan tâm, dựa vào siêu năng lực đang có để làm đủ mọi trò đùa. Ở trường học, bọn họ trêu chọc các bạn nữ. Ở siêu thị thì trêu đùa mọi người, kể cả con nít. Dùng siêu năng lực trêu ghẹo mọi người là niềm vui thú của họ. Họ nhào lộn trên trời, đua nhau ai đáp đất trước, thả mình rơi từ trên không trung xuống. Siêu năng lực giúp họ thân nhau hơn. Do đây, họ không sợ khi đứng ở một tòa nhà cao tầng. Siêu năng lực khiến họ thích thú, họ vui vẻ lái xe về nhà. Một chiếc xe bám theo sau bọn họ, ấn còi liên tục. Andrew quay người ra sau nhìn thấy chiếc xe, cậu hất nhẹ tay sang một bên, chiếc xe vỡ phần đầu và mất kiểm soát. Sau đó cả xe lật ngược xuống bên đường. Cả ba hốt hoảng chạy ra xem. Bọn họ lo sợ lớn tiếng với nhau vì đã giết người, sau đó không thể kiểm soát được khả năng đặc biệt, bắt đầu xảy ra những vấn đề. Cướp của, giết người. Lần đầu tiên ý thức được tính hủy diệt của siêu năng lực, Matt đưa ra thỏa thuận với Andrew. Thứ nhất, siêu năng lực không để dùng trên người hoặc vật sống. Thứ hai, lúc tức giận không được dùng. Thứ ba, không thể dùng ở nơi công cộng. Andrew vốn chỉ bị ức hiếp từ nhỏ, giờ có được sức mạnh to lớn, nhưng lại bị hạn chế, cậu ta miễn cưỡng đồng ý. Sau khi về nhà, Andrew dùng suy nghĩ điều khiển máy quay, hướng thẳng về bản thân đang nằm trên giường. Cậu cảm thấy siêu năng lực ấy, cả ba coi bầu trời là sân bóng như ở dưới đất. Họ khởi động vào trận, Matt đá bay trái bóng. Với siêu năng lực đặc biệt, quả bóng trong nháy mắt đã không thấy đâu. Nó dường như đã bốc hơi, nhưng lúc nhìn lại Matt cũng không thấy bạn mình. Ngó xung quanh tìm kiếm, có lẽ hai người còn lại đã trốn vào những đám mây. Matt không để ý đến chiếc máy bay đang tới, nó đang bay ngang qua cậu ta. Cũng may cậu ấy kịp tránh được, nhưng đã đâm vào Steve. Nhanh chóng cậu ấy bị rơi tự do. Thấy vậy, Andrew nhanh chóng bay tới cứu bạn mình. Anh ôm lấy Steve, đáp đất, Steve ngã lăn ra, mặt đầy máu, cuối cùng cũng an toàn. Cả ba lại vui vẻ ôm chặt nhau, cười đùa hạnh phúc, chính thức trở thành bạn thân của nhau. Steve và Andrew trò chuyện vui vẻ trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Họ hét to vào không trung, thỏa mãn niềm vui sướng. Steve luôn là người giúp Andrew lấy lại tinh thần, thuyết phục cậu ấy tham dự cuộc thi sắp tới. Tối đó, ở trường họ tổ chức tiệc, mọi người hát hò nhảy nhót vui vẻ. Steve thuyết phục Andrew lên sân khấu. Andrew nói, tôi không có tài nghệ gì. Steve cười trả lời, không, cậu có. Sau đó, anh nhường lại khu vực cho bạn mình biểu diễn. Cả trường đổ dồn ánh mắt chú ý vào Andrew. Cậu ấy bắt đầu dùng siêu năng lực của mình, lấy những con bài ở dưới đất lên. Từng con bài một được xếp ngay ngắn trên tay của anh ấy. Bên dưới mọi người ngạc nhiên hứng thú vỗ tay. Sau một màn ảo thuật có sự trợ giúp của siêu năng lực, danh tiếng của Andrew bùng nổ trong trường học. Anh vui mừng, tự tin vào bản thân mình hơn. Mọi người la hét, reo hò khi bọn họ đi qua. Những cô gái cũng bắt đầu chú ý Andrew hơn, vẫy tay chào một cách đu đưa. Có được siêu năng lực đã giúp ích cho Andrew rất nhiều. Cô gái tóc đỏ trước đây lạnh lùng với anh, giờ cũng bắt đầu nhiệt tình chủ động đến bắt chuyện cùng anh ấy. Hai người cười nói vui vẻ, dính sát vào nhau.
Steve cầm máy quay, đi đến một căn phòng để quay lén bạn mình lần đầu với bạn gái. Anh rất hứng thú muốn làm cho bạn mình bất ngờ. Nhưng vẫn chưa vào phòng đã nhìn thấy cô gái tóc đỏ lúc nãy, tức giận mắng chửi xông ra ngoài. Thì ra cậu bạn ấy vì quá hồi hộp, còn chưa bắt đầu đã nôn vào người cô gái. Steve nghe được bật cười, máy quay chỉ vào Andrew, quay lại cảnh toàn thân bạn mình bị dơ vì nôn. Bản thân vừa xây dựng được hình tượng trước mắt bạn gái và mọi người, giờ lại sụp đổ. Andrew tức giận mắng bạn mình, cậu ta quay về như trước đây, tự ti, không hòa nhập cùng bạn bè. Trong một đêm, từ huyền thoại trở thành trò cười, những cô bạn nhìn Andrew dè biểu, bắt chước lại hành động của cậu ấy với cô gái tóc đỏ. Các bạn nam cũng cười nhạo bắt chước hành động nôn ói. Nhưng đừng quên, Andrew bây giờ và lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Chỉ cần đứng từ xa, dùng siêu năng lực, miệng của cậu bạn kia ói ra đầy máu. Quay về nhà, người cha bạo lực cũng gây phiền phức cho cậu ta. Andrew ném ông ấy như ném một con mèo, tức giận mắng chửi. Lớn tiếng nói với ông ta cái gì mới là sức mạnh thật sự. Steve biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Andrew, chủ động tìm cậu ta hòa giải, nhưng Andrew không còn nghe nữa. Steve càng nói càng khiến cậu ta tức giận, càng nói càng trở nên điên cuồng, nhưng Steve vẫn cố thuyết phục bạn mình. Vào thời khắc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, một tia chớp đánh trúng Steve, Andrew đã giết chết Steve, người nhà đau xót. Matt cũng biết vì sao Steve lại chết, phẫn nộ đã hiện lên trong mắt cậu. Andrew nhớ lại lúc bản thân vừa có được siêu năng lực, anh đã tự quay chính mình, nói với mọi người về khả năng mình có được. Nhưng giờ chính vì siêu năng lực ấy, cậu ta đã giết chết bạn mình. Andrew dần bị siêu năng lực ấy chi phối. Cậu ta nhìn thấy một con nhện trong tủ kính. Chỉ trong chốc lát, con nhện đã bị chia tách ra từng bộ phận. Andrew đã trở nên hung hăng hơn, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Từ một người bình thường bỗng nhiên có được siêu năng lực, Andrew đã không còn kiểm soát được bản thân nữa. Thấy mẹ cậu đau khổ, rên rỉ vì bệnh, cậu ta đã giúp mẹ chết một cách dễ dàng hơn. Cậu ta bắt đầu dùng siêu năng lực để làm chuyện xấu, giả dạng lính cứu hỏa cướp bóc tiền bạc, đánh những người mà trước đây bắt nạt anh. Sau đó nhanh chóng đến một siêu thị nhỏ. Chỉ một thao tác đơn giản, Andrew đã nhanh chóng đánh ngã một nhân viên. Mở két, cậu ta dùng siêu năng lực lấy tiền vào ba lô. Sau đó cậu ta vội vàng rời khỏi. Người nhân viên kia tỉnh dậy, cầm súng đuổi theo Andrew, bắn vào cậu ấy, nhưng bị cậu hất văng khẩu súng, viên đạn chuyển hướng vào cây xăng bên cạnh, nổ tung. Người nhân viên chết cháy, Andrew bị thương nặng nằm viện. Bố cậu ấy đến thăm, nói cho cậu ấy biết việc mẹ cậu ấy đã chết. Lúc đầu là hình ảnh ấm áp, tưởng chừng người bố không còn như xưa, biết hối lỗi, nhưng cứ nói tiếp, tính cách bạo lực của người bố lại hiện lên. Ông ấy không ngừng chỉ tay vào mặt Andrew, đang nằm mà mắng chửi, là mày hại chết mẹ mày. Ông ta còn định đánh con mình, nhưng lúc này Andrew đã tỉnh, cậu ta nắm lấy tay người bố, sau đó làm nổ tung căn phòng. Vụ nổ lớn đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhanh cảnh sát và truyền thông đến. Matt biết được tin nhanh chóng chạy đến, lúc này Andrew đã mất đi lý trí, tàn nhẫn thả bố mình từ trên cao xuống. Matt nhìn xung quanh phóng viên đang quay hình, nhưng cậu ấy nhanh chóng bay lên đỡ lấy bố Andrew. Sau đó Andrew bắt đầu phá hoại, xe hơi bị hất tung, vỡ tan. Matt không muốn bạn mình lún sâu nên đi thuyết phục cậu ấy. Toàn thành phố rơi vào hỗn loạn, cảnh sát bị ném văng ra. Trực thăng bên trên đang quan sát bọn họ. Matt cố thuyết phục bạn mình, nhưng Andrew lớn tiếng quát, nhất quyết không nghe. Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào họ. Matt càng nói càng khiến Andrew phát điên. Những tòa nhà bên cạnh bắt đầu nổ tung, bọn họ đánh nhau điên loạn, cả hai lăn ra đất. Andrew la hét dùng hết tất cả sức mạnh làm nổ tung mọi thứ. Matt vẫn cố gắng gọi bạn mình đừng để siêu năng lực ấy hủy hoại tất cả. Andrew đã bị thương nặng nhưng vẫn cố chống cự. Matt vẫn cố nói bạn mình dừng tay. Một động tác của Andrew đã giết chết biết bao nhiêu cảnh sát. Matt không muốn nhìn người vô tội chết thêm nữa. Anh ấy đã dùng hết sức lực để điều khiển một mũi lao của bức tượng phóng vào sau lưng của bạn mình. Sức mạnh vô hình không phải là một bộ phim siêu anh hùng như bình thường, thậm chí có thể nói là phim điện ảnh phản siêu cấp anh hùng. Siêu năng lực không có sự kiểm soát, thực ra là một câu chuyện tuổi trẻ tàn khốc, vô cùng hiện thực. Gia đình sinh ra, bạo lực học đường và sự thờ ơ ác ý giữa con người với nhau. Đáng sợ hơn không phải là mất kiểm soát siêu năng lực, mà là những điều xảy ra bên cạnh chúng ta. Vì bố mẹ mất năng lực, giáo dục kém, dẫn đến bi kịch thực sự. Ai có thể đảm bảo bản thân sau khi có được siêu năng lực, sẽ luôn kiên trì bảo vệ chính nghĩa, sẽ không làm chuyện xấu. Bạn có thể đảm bảo không?